Thưa quý khán giả, hôm nay là kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 3 tháng 3 năm 1959, 3 tháng 3 năm 2024, 35 năm ngày Biên phòng toàn dân, 3 tháng 3 năm 1989, 3 tháng 3 năm 2024. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các phong trào, chương trình, mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội như nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, thầy giáo quân hàm xanh hay là thầy thuốc quân hàm xanh, Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản đã góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh vững mạnh, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cũng như là xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Và sau đây thì sẽ là một câu chuyện như thế. Cụ thể là trạm quân dân y kết hợp Vĩnh Sương thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã được thành lập hơn 13 năm nay. Gần ấy năm, nơi đây là điểm tựa của người dân vùng biên trong việc chăm sóc sức khỏe. Với bà con, họ tin tưởng vào những bác sĩ quân hàm xanh và đây là địa chỉ gần nhất để người dân sinh sống ở khu vực biên giới được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt nhất. Nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Dân đều đưa vợ ra đây khám bệnh. Bà bị tiểu đường và tim mạch, được các y bác sĩ ở trạm tận tình điều trị hiệu quả và không tốn kém nhiều, có khi được phục vụ miễn phí, không lấy tiền. Mình thấy cái chỗ trạm này là nhiệt tình đó, làm tốt, mình ra dắt vợ ra đây khám bệnh với chiếc thuốc thường thường hoài. Ông Võ Thanh Nhanh bị bệnh xương khớp, đi đứng rất khó khăn. Hàng tuần được các y bác sĩ của trạm đến tận nhà kiểm tra sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Sự tận tình của màu áo xanh đã giúp ông yên tâm điều trị bệnh. Nhờ cũng mấy anh ở đây đã bà con mình khỏi đi xa khám bệnh rồi cái chích thuốc rồi gần. Hiện nay trung bình mỗi ngày trạm khám khoảng 20 lượt bệnh. Bà con ở khắp nơi trên địa bàn thị xã Tân Châu, huyện An Phú và có cả người dân ở bên kia biên giới các xã giáp biên thuộc tỉnh Kandan của nước bạn Campuchia cũng đến khám và điều trị bệnh. Thường xuyên ở đây uống thuốc, mua thuốc, rồi đây là thuốc hay dữ lắm, rồi khỏi cần đi đâu xa. Anh em đi cũng cố gắng để phục vụ hết mình, hết lòng đối với bà con, để bớt đi phần nào cái nỗi khó khăn, cái bệnh tật cho bà con vùng biên. Mong muốn sao bà con được có sức khỏe để làm việc, công tác và chăm lo cho gia đình. Trong những năm qua, nơi đây đã trở thành địa chỉ tin cậy, mang đến hy vọng, niềm vui cho nhiều bà con ở vùng biên giới, góp phần thực hiện và hoàn thành chương trình mục tiêu y tế quốc gia với mô hình quân dân y kết hợp, cùng toàn dân hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thông tin cập nhật, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 này sẽ được chi trả tại các xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 3, còn thời gian chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện là từ ngày 11 đến hết ngày 25. Việc chi trả tiền qua tài khoản ATM sẽ được thực hiện ngay khi nhận được danh sách và tiền từ bảo hiểm xã hội. Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 này, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện chi trả cho gần 3,4 triệu người hưởng với tổng số tiền là gần 18.000 tỷ đồng. Sau khi đầu tư gần 25 tỷ đồng để xây dựng hơn 500 nhà chờ xe buýt và trạm dừng đón trả khách, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết là sẽ xây dựng đề án khai thác quảng cáo tại đây. Cụ thể, các nhà chờ xe buýt được xây dựng hiện đại, có hệ thống băng ghế ngồi tiện ích, sạch sẽ, đồng thời có lắp đặt bảng chỉ dẫn gần các thông tin, lộ trình, thời gian, tuyến xe buýt và bảng báo điện tử để hành khách theo dõi lịch trình di chuyển, kết hợp các bảng thông tin, quảng cáo. Năm 2023, người dân đi xe buýt tại thành phố Cần Thơ tăng khoảng 40% so với năm trước. Tết Giáp Thìn vừa qua, người dân đi xe buýt cũng tăng hơn 30% so với Tết năm 2023. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, trong tháng 3 này, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ sẽ mở thêm 2 tuyến xe buýt không trợ giá, đó là tuyến xe buýt số 8 Cần Thơ - Phong Điền và tuyến xe buýt số 9 Phong Điền - Ô Môn. Thời tiết nắng nóng thì là một môi trường thuận lợi để bệnh dại bùng phát mạnh. Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân bị động vật cắn phải đến tiêm phòng dại tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đã tăng đáng kể, trong đó có nhiều ca nặng. Trong một buổi chiều, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh liên tục nhận lượt người dân đến tiêm phòng dại do bị động vật cắn.
bệnh nhân này đến khám và tiêm phòng với vết chó cắn lớn còn rỉ máu. Dù bị cắn qua một lớp mùi zin nhưng vết cắn vẫn được đánh giá là nghiêm trọng. Chủ nhà nuôi chó không rộng mõm, với lại nuôi chó thả rong. Còn tình trạng lúc mà em bị cắn thì chó bình thường, còn em đau. Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ trong 7 ngày từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2, có tổng cộng 660 người đến bệnh viện để tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại. Trong đó có 117 trường hợp dưới 15 tuổi. Tại viện Pasteur, dịp Tết vừa qua, số lượng người đến tiêm phòng dại khá đông. Có trường hợp chỉ trong một năm bị cùng một con chó cắn hai lần. Dù đã đi tiêm đủ mũi phòng dại sau khi bị cắn lần đầu, nạn nhân vẫn lập tức đi khám và tiêm phòng dại thêm hai mũi để đảm bảo an toàn cho bản thân. Khi mà nó cắn rồi, người mình hơi mệt, có cảm giác như là bị sốt vậy đó, hơi hơi vậy đó. Cái kiểu mà tâm lý của mình ra nữa, thấy chó mà nó có độc đó, nó cắn mình á, mình cũng có tâm lý, nói chung là nó ớn lạnh, nó mệt trong người thôi. Năm 2023, Việt Nam có 82 trường hợp tử vong do dại, tăng 12 ca so với năm trước. Tính riêng 2 tháng đầu năm, Bộ Y tế thống kê cả nước xảy ra gần 20 ca tử vong do dại và nghi dại ở 13 tỉnh, thành phố, tăng gần 10 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Các bác sĩ khuyến cáo, nắng nóng, động vật càng có nguy cơ lên cơn dại nhiều hơn, nên ngoài việc phải đi tiêm ngừa khi bị động vật cắn, thì cũng cần phải đi tiêm ngừa giữ phòng dại cho thú cưng như chó, mèo của gia đình. Trước tình hình này, thì các bác sĩ khuyến cáo chó mèo không chỉ cắn mới gây bệnh dại, mà việc liếm vào vết thương hay là cào cấu cũng là cửa ngõ để virus dại xâm nhập vào cơ thể người. Do vậy, người dân phải chú ý là chích ngừa cho chó mèo, đặc biệt là phải xử trí đúng cách ngay khi bị cắn. Vậy cách xử trí cụ thể như thế nào? Sau đây sẽ là những hướng dẫn từ bác sĩ. Đối với bệnh dại, chúng ta biết rằng đây là một cái bệnh truyền nhiễm, mà khi bệnh dại mà phát ra thì khả năng tử vong 100% và không có cái thuốc nào điều trị được hết. Do đó, đối với những người mà có nguy cơ bệnh dại như bị chó cắn, mèo cào trên vùng da, chảy xước, chẳng hạn chảy máu, thì cần rửa sạch vết thương dưới vòi nước, có xà bông rửa cũng càng tốt. Chú ý là chúng ta không có nặng máu, không nên đắp tỏi, đặc biệt là những cái phương pháp thuốc nam, đắp thuốc nam. Và chúng ta nên đến những cơ sở y tế để được bác sĩ tư vấn tiêm chủng ngừa dại đúng lịch, đủ thời gian, đủ lịch. Chỉ có phương pháp tiêm chủng ngừa dại mới phòng ngừa được bệnh dại. Tất cả những phương pháp dân gian như là dùng thuốc nam, dùng thuốc bắc hay là tất cả những phương pháp đó đều không phòng ngừa được bệnh dại. Những ngày qua, VTV Cần Thơ tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh của người dân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và chúng tôi sẽ sớm xác minh, phản hồi đến bà con. Thưa quý khán giả, liên quan đến loạt phóng sự của VTV Cần Thơ phản ánh về việc nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập hồ sơ xuất khẩu đi lao động Hàn Quốc. Ngày 26 tháng 2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra theo quy định của pháp luật. Trước đó, thì về phía Công an tỉnh Cà Mau cũng đã ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm. Trong quá trình xác minh, thì những người bị tố giác lừa đảo là các ông như là Quỳnh Minh Quân, Trần Quốc Lĩnh và một người phụ nữ tên Trang đã giao nộp 675 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Số tiền này đã được Công an tỉnh Cà Mau trả lại cho chính bị hại trên địa bàn tỉnh. Trong tuần qua, thì VTV Cần Thơ cũng nhận được phản ánh của nhiều bà con sống ở xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường ngay tại địa bàn mà mình sinh sống. Theo bà con, thì khu vực này tập trung khá nhiều những nhà máy xây xác. Khi hoạt động thì đã gây nên tình trạng là ô nhiễm do bụi phát ra từ nhà máy. Để giảm bớt bụi bám vào đồ đạc, thì các hộ dân sinh sống gần nhà máy đều phải làm màn vải để che chắn xung quanh. Thế nhưng mà bụi vẫn bám khắp nơi, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là sức khỏe của bà con. VTV Cần Thơ sẽ sớm liên hệ với các cơ quan chức năng và phản hồi đến bà con trong những bản tin tiếp theo. Cũng là tình trạng khổ sở vì bụi, đó là nỗi lo của người dân sống hai bên đường Thái Thị Hạnh, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ khi mà gọi về cho số điện thoại đường dây nóng 0901-282-282 của VTV Cần Thơ trong tuần qua. Bà con cho biết là do tuyến công trình thi công bị chậm và ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt. Và trên tuyến đường này thì lại có nhiều trường học, hàng ngày thì rất nhiều học sinh đến trường trong điều kiện là kém an toàn. Tưới nước, đóng kín cửa, che màn quanh nhà,
Đó là cách mà nhiều người dân sống hai bên đường Thái Thị Hạnh thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ làm nhiều tháng nay để ngăn bụi tràn vào nhà. Che như vậy 24/24 luôn, phải không? Máng rồi quét mới lau rồi nữa, chút xíu cũng bụi nữa. Đó, không mở cửa ra, con đi học thì vẫn ra đóng cửa lại. Đó, chứ không mở được miếng nào chứ mà chiều vô cũng phải quét bụi nữa. Bụi là ảnh hưởng cho hết toàn bộ bà con luôn, chứ không phải là riêng cá nhân tôi. Vô nhà nè rồi vô người nữa, nó ảnh hưởng tùm lum bây giờ, rồi sinh ra ho rồi viêm mũi. Dọc theo tuyến đường Thái Thị Hạnh có 4 trường học, từ mầm non đến trung học phổ thông, cùng với đó còn có cơ sở y tế và một khu chợ. Vì thi công ngổn ngang và bụi bay mù mịt như thế này, việc đi lại của hàng ngàn lượt phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo gặp rất nhiều khó khăn. Chạy trên đường mà bị bụi vào mắt thì không có duỗi được, với lại có khi mà bụi nó to quá thì khiến mắt nó bị hép lại, nó dẫn đến cái xe chạy xe nó không an toàn. Cỡ 1 giờ rưỡi trưa đi không có chịu chút, bụi nhiều nữa lại nó cũng bay vô mắt, khó chạy xe, dễ tai nạn giao thông. Con té 1-2 lần. Dự án nâng cấp mở rộng đường Thái Thị Hạnh có chiều dài 3.400m, tổng vốn gần 140 tỷ đồng do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ô Môn làm chủ đầu tư. Dự kiến hoàn thành đầu năm 2024. Tuy nhiên đến nay thì mới đạt 50% khối lượng công việc. Nguyên nhân là do vướng mặt bằng, cơ sở hạ tầng và khan hiếm nguồn cát săn lấp. Ban và kết hợp với đơn vị là thi công, đơn vị giám sát thì đã giải quyết là hầu như lỗ. Về cái khâu giải phóng mặt bằng hiện bây giờ là vậy, là đã kiểm kê là làm hết thì là vẫn lực trên 90% rồi. Bây giờ phần cát săn lấp thì cũng đã trên 90%. Tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị lên đá 04 để lưu làng và chuẩn bị công tác tiếp theo là lên đá 46 để chuẩn bị công tác thảm nhựa để cho đặt cống hố ga 1000 để hoàn thành trong năm nay. Để hạn chế tình trạng bụi trong thời gian tới, đơn vị thi công cho biết sẽ tiếp tục bố trí xe tưới nước hoạt động liên tục trong ngày. Khi hoàn thành, đường Thái Thị Hạnh sẽ được mở rộng từ 7m lên 14m, giúp việc vận chuyển nông sản hàng hóa từ địa phương đến các tỉnh lân cận nhanh chóng hơn, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tiếp tục là dự báo thời tiết. Tình hình nắng nóng ở Cần Thơ và Nam Bộ ngày hôm nay sẽ ra sao? Chị Phương Ly. Dạ vâng ạ, xin chào ngày mới quý vị khán giả. So với những ngày trước thì cường độ nóng hôm nay có phần dễ dịu hơn. Số điểm nắng nóng ở Tây Nam Bộ giảm bớt, chỉ xảy ra tại Vĩnh Long, Cao Lãnh và Châu Đốc với mức nhiệt là 35 độ C. Còn tại Cần Thơ và các nơi khác thì trong khoảng 32 đến 34 độ C. Trời vẫn nắng suốt từ sáng cho đến chiều, khiến cho chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV ở mức rất cao. Như là tại Cần Thơ, Cà Mau hay là ở Phú Quốc thì dự báo là mức 9 đến mức 10 là mức gây hại rất cao cho da và mắt của chúng ta. Vì vậy, nếu như mà quý vị chúng ta có đi du lịch, vui chơi vào cuối tuần thì chúng ta nên hạn chế ra ngoài nắng từ 12 giờ đến 15 giờ là lúc nắng mạnh và tia cực tím lên cao nhất. Lựa chọn các địa điểm vui chơi có nhiều cây xanh và bóng mát và nhớ là mang theo đầy đủ kem chống nắng, nước uống và mũ rộng vành. Tại thành phố biển Phú Quốc, chỉ lưu ý là chỉ số tia cực tím cao vào trưa và chiều nay, còn thời tiết sẽ nắng ráo, thoáng mát, khá thích hợp cho du khách có thể vui chơi, tắm biển, khám phá đảo Ngọc. Nhiệt độ dự báo sẽ không quá 32 độ C. Hành trình ra vào Phú Quốc cũng như là các tàu thuyền hoạt động ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang cũng sẽ khá thuận lợi. Dự báo là trời nắng, gió ở đây cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn đối với vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, gió giảm dần xuống cấp 5, độ cao sóng 2-4 mét. Sau mỗi mùa gặt, đồng đất ngơi nghỉ để bắt đầu một vụ mùa mới, rơm rạ thì phủ kín cả đồng xa. Với nhiều bà con nông dân miền Tây, cổng rơm vàng như thế này thì đôi lúc cũng được sánh ngang với cây lúa. Và ngoài là mang đến những giá trị kinh tế, thì những cọng rơm vàng vào các ngày nắng đẹp cũng gợi nhớ về một miền ký ức, những món ăn dân dã mà hiếm có nơi nào có được. Chiều cuối tuần, các bạn trẻ này lại nô nức trên đồng xa cùng những cánh diều no gió và rồi cùng với những bó rơm rạ còn dương lại sau mỗi mùa gặt, thưởng thức món cá lóc đồng chui rơm được xem là lựa chọn lý tưởng. Món khoái khẩu
nên lúc nào cũng háo hức. Nhìn cách các bạn trẻ này phụ việc là biết con nhà nông chính gốc. Tiên là mình phải đi chặt cây tre, mình chặt những cây tre nhỏ vừa với con cá. Sau đó thì mình sẽ chặt những một cái đầu nhọn dập cái đầu bằng. Và sau đó thì mình sẽ đi ra ruộng tìm những cái gơm khô, một cái đống gơm vừa phải và thêm khoảng ít gơm, thời gian cho nó ngúng chín từ từ, không để gơm quá nhiều. Cách những cá này thì đều nhờ ông bà và cha mẹ đã truyền lại cho em và chỉ em sau những lần đi ruộng chung. Còn cá lóc đồng chui rơm có mùi thơm đặc biệt. Khi cạo sạch lớp dày giấy khét, chỉ cần lấy một miếng thịt cá, rau thơm và cuộn với bánh tráng, chấm với nước mắm hoặc muối ớt thì ngon bá cháy. Bản thân của tôi cảm thấy rất là vui. Nó giúp tôi giống như là sống lại cái kỷ niệm của tuổi thơ mà mình đã từng trải qua. Đặc biệt là với cái món cá lóc nướng chui này thì nó vốn là một cái món quen thuộc đối với người miền Tây. Nó cũng mang lại cái niềm vui, cái sự gắn kết giữa mọi người với nhau. Kỷ niệm của bản thân tôi đối với món cá lóc nướng chui này thì hồi lúc nhỏ là tôi cũng có cùng với ông của tôi đi ra ngoài đồng và nướng cá lóc. Nó cũng khiến cho tôi gợi lại những cái kỷ niệm của mình đối với ông của mình. Bình dị là như thế, nhưng với những người con xa xứ, đó là cả một bầu trời tuổi thơ. Để rồi khi ngửi được mùi cá nướng phảng phất đâu đó, hay chỉ đơn giản là mùi khói đốt đồng, ai cũng bồi hồi nhớ quê, nhớ cánh đồng. Để rồi sẽ tìm về. Quê hương không chỉ là nơi để nhớ, để thương, mà còn là nơi để những người con đi xa luôn hướng về. Những hình ảnh yên bình nơi miền quê đã kết thúc chương trình Miền Tây hôm nay buổi sáng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả vào bản tin tiếp theo vào lúc 11 giờ. Đã không còn là cảnh báo. Từ khu dân cư đến trung tâm đô thị, nhiều vụ cháy lớn nhỏ khiến người dân bất an. Chỉ một chút sau mà thôi thì ngọn lửa đã bùng phát lên rất nhanh, cái đám lửa quá lớn. Tài sản thậm chí là tính mạng chực chờ rất nguy hiểm. Sợ, tay chân bủng rủng. Làm sao để phòng chống cháy khi nắng nóng vẫn còn dài? Đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Cần Thơ sẽ có mặt tại phim trường phim Cần Thơ để trao đổi thêm xoay quanh vấn đề này. Đừng bỏ qua chương trình Miền Tây hôm nay buổi chiều vào lúc 18 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2024.